Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ điều tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình và báo cáo kết quả thực hiện để tỉnh xem xét quyết định. Ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân cùng Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông về việc xử lý sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đồng ý tạm dừng thi công phần cầu chính thuộc công trình cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân để xem xét giải quyết sự cố công trình. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân thực hiện các biện pháp rào chắn, báo hiệu, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy theo quy định đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực công trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau thành lập tổ điều tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình và báo cáo kết quả thực hiện đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trong trường hợp cần thiết, tổ điều tra được xem xét lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng phù hợp thực hiện kiểm định để phục vụ công tác giám định nguyên nhân. Thông tin diễn biến vụ việc khoảng 9 giờ 10 đến 9 giờ 30. Trụ T7 của cầu qua sông Cái Đôi Vàm phát hiện có dấu hiệu lún trụ T7 khoảng 1/3 thân trụ và khoảng 1 tiếng sau lúc 10 giờ 45 lún gần như hoàn toàn trụ T7 và gãy hai nhịp giữa của cầu. Đến khoảng 12 giờ, toàn bộ nhịp giữa đã sập hoàn toàn nằm chắn ngang sông Cái Đôi Vàm. Rất may sự cố không có ảnh hưởng về người và tạm thời chưa ghi nhận sự tổn hại về tài sản của người dân ở lân cận công trình. Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân do Ban Quản lý Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM. Đơn vị giám sát Công ty Cổ phần TVXD 533 phía Nam. Đến thời điểm nhịp dẫn cầu bị sập, tiến độ thi công xây dựng công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lan can, tay vịn và một số hạng mục phụ khác. Theo Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, đến thời gian này, các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan khác đang tập trung tìm giải pháp khắc phục hiện trường, trả lại điều kiện sinh hoạt, lưu thông của người dân và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ và giao thông thủy. Khi có đánh giá kết quả nguyên nhân vụ việc, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân sẽ có báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân thuộc công trình giao thông cấp 3, tải trọng thiết kế 0,65 FL 93, tĩnh không, thông thuyền H bằng 6,50m, thông thuyền ngang 25m, chiều dài cầu 286,13m, bề rộng toàn cầu 6,50m, tốc độ thiết kế 40 km/h. Tổng mức đầu tư 70,76 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 20,71 tỷ đồng, giá trị xây lắp là 34,92 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!